Xin chào cả nhà Lâu no rồi em cũng không ra cái video hay clip nào nói đến chăm sóc cũng như là phân thuốc cho cây quất Thì hôm nay tiện em ra phun thuốc Thì em cũng xin chia sẻ luôn Cái clip này có thể là dùng không phải cho năm nay cũng có thể là cho rất nhiều năm sau Vào thời điểm này các bác quả nhỏ như thế này này Cái tầm như này là hay bị chia này Đấy tầm chia quả thì nói chung là như phân thuốc của nhà vườn em ấy cũng có một số loại phân thuốc ở cũng nhiều khi là cũng không uh, chia ra bên ngoài nhưng mà hôm nay thì nói, tiện em phun thuốc thì em cũng uh, tiện quay luôn lên. Đấy, thì các bác hỏi là muốn uh, quất đang ra hoa đậu quả có cho ăn được không thì nói chung là cây gần như là cho ăn vẫn bình thường không phải nghỉ tầm nào hết còn cái tầm là ra hoa đậu quả các bác có thể cho nó rút đi một chút Có nghĩa là rút khoảng 50% Sau khi đậu quả bằng như thế này rồi Các bác cứ cho ăn lại thoải mái lại Tầm này Từ tầm này cho đến tầm quả như này thì cho ăn thoải mái luôn nhá Nói chung là thoải mái là với cái độ lượng như kiểu là tỷ lệ của phân thôi Chứ không phải là thoải mái các bác là cho ăn nhiều còn đối với như các cái hàng chum chậu như thế này Các bác mà vì bây giờ nói một can phân một chai phân và một, và một bao phân nó rất là nhiều tiền mấy trăm nghìn cơ các bác ví dụ có ít thì thôi các bác mua khoảng 1-2 nặng NBK Nói về NBK thì gần như loại nào nó cũng tương đương nhau thôi Thì các bác ví dụ như một cái chum một cái chậu như thế này Đấy thì các bác cho khoảng tầm 10-15 viên 10-15 hạt NBK Vào bên trong chậu khoảng tầm 7-10 ngày sau Trung bình 10 ngày các bác lại cho lại Thì cây nó ăn nhẹ một chút thôi nhưng mà đảm bảo cây nó không bị chết dễ còn về thuốc phun thì bây giờ em xin nói đến thuốc còn nói về thuốc phun thì các bác cơ bản là về nhà vườn thôi thì các bác dùng các loại này còn các bác có một hai cây mua nó cũng hơi tốn như cái gói này đây gọi là viên xê tàu viên xê tàu này công dụng như thế nào thì cái này thì em sẽ quay sau còn bây giờ em nói cái này trước thì nó cô này nó gần như là cái thuốc này nó đơn giản lắm. Như em ấy là cái phun cái chai mãnh Hồi này là cái chai thuốc này em mua ở gần ngay nhà em thôi. Cái chai này ấy là sạch sâu vẽ bùa, sạch loại bộ dẹp cám vàng ấy, tránh vẽ vòng ghẻ quả. Đánh phun loại này một chai này cứ phun khoảng tầm 15 bình, nếu mà phun mà 10 bình thì phun hôm nay ngày mai phải kiểm tra cây. Còn cái chai này thì thuộc vào chai dầu quế rồi năm ngoái ra một loại dầu quế cái nước nó vàng ươm cơ nhưng mà năm nay không ra nữa cái chai quế ý, thì giá tiền nó tương đương nhau nhưng mà phun vào ấy chỉ cần có đánh có 10 cc thôi 10 mini ý. là một bình 20 lít này có thể là loang cả cây mà nhiệt đỏ nhiều đến mấy cũng hết nhưng mà năm nay không mua cái chai ấy nên bắt buộc em phải phun hàng này hàng này bây giờ là mua là 3536 có quán thì bán có 33 thôi đây, cái này không quan trọng lắm còn cái chai này là mua nẻ có quán bán 20 mươi còn bảo quán bán 22 thì cơ bản zoomin và như cdx này các bác biết rồi cái chai này gần như này, em năm nay cũng chả phun mấy đâu thi thoảng điểm vào các cái vườn cho khỏi ong bướm nó đến thôi chứ còn như phun chai này là gần như sạch tất này gần như chỉ có hai chai này thôi này các bác này chai này là chuyên uh... gọi là dẹp bộ cám vàng đấy còn có chai này chai anh chuyên về nhện đấy phun hai này còn bên em nói đến C Cái viên C tàu các bác này C tàu dạng đồng gói như này là có 4 loại Các bác phải nên nhớ là có 4 loại cùng một gói như này Nhưng mà em chỉ mua loại này các bác chỉ cần nhìn cái số hàm lượng đằng sau này 15% G3 cái này các bác chỉ cần lấy vào chụp ảnh phát ra gửi vào Google Maps dịch cái là nó hiện ra ngay mà. Đây là 15% G3 này, 15% này là như nào? Có nghĩa là cái tỷ lệ của cái G3 này đánh thuốc để cho đậu trái thì tỷ lệ rất là đẹp luôn. Những đề nơn trái thì các bác phải phun đẹp như mơ. Thì bây giờ hôm nay quả của em vẫn bình thường em chưa phun mơ. Thì em sẽ làm luôn một clip thì em không tiện quay đây thì em sẽ chèn cái ảnh gói mơ vào. Cái gói mơ nó cũng rẻ thôi. Cái gói này ấy, là mua nẻ có thể là 12 13 000 nhưng mà mua cả hộp cũng chỉ có tầm 9 đến 10 000 thôi, cả hộp, một hộp như này cũng đây này đấy nó không có nhiều thì bây giờ em quay cái công dụng của tác dụng của khi phun c tàu đây là g ba tàu nhưng mà em mình phải gọi là c, c c tàu thì bây giờ em quay cái bông hoa các bác biết à, như đây là một cây quất là các bác đang nở hoa như thế này nhá khi nở hoa như thế này khi cây tắt cánh hoa có nghĩa là rụng hết cánh hoa khoảng tầm tược từ 4 cho đến 7 ngày Có nghe rụng hết cánh hoa rồi Thì các bác pha một viên này Với 16 đến 20 lít nước Các bác phun một lần Khoảng 7 đến 10 ngày sau Các bác phun lại lần 2 Đây là sau khi khoảng tầm Được khoảng tầm 15 ngày tuổi này Sau khi cắt tắt cảnh hoa Đấy Cây này là em mới phun lần 2 Phun mới phun lần 2 Đấy là dùng loại C thế này Nếu mà cẩn thận em phun thêm một lần nữa thì quả này không bao giờ chia vào dụng những cái đài này ấy, là đài hoa của lớp trước khi tự nhiên nó nhả đấy chứ em không vật đấy em không vật đây là quả này của em mà đánh được hai lần c rồi thì tỷ lệ khi phun c tàu này ấy, đậu quả sẽ cao hơn nó đạt đến 80% mươi giờ nên còn một trăm thì em không dám nói nhưng mà tỷ lệ đậu khoảng tầm 80 mươi đến tám còn các bác à, sử dụng gói đẹp như mơ, một gói nó cũng chỉ rơi khoảng tầm 6.000 thôi. Nhưng mà gói này công dụng nó cũng cực mạnh. Nó là đánh để cho lớn trái và trong cái gói nó đã có hàm lượng bòn lá rất là cao rồi. Nên là các bác đấy là phun chỉ cho là dòng lớn trái thôi. Khi các bác kết thúc không phun xe tàu này nữa, em gọi là g ba tàu. Từ hai đến ba bình, mỗi bình cách nhau khoảng 7 đến 10 ngày. Thì sau khi kết kết thúc, chờ quả bắt đầu to như thế này này đấy to như đầu ngón tay út có bác tắt hoa xong đánh đẹp như mơ nhưng mà đối với em tư vấn các bác là không nên đánh sớm quá có thể cái lượng g ba nó rất mạnh có thể làm kẹt quả quả sẽ rắn như viên bi sắt đấy các bác cứ để to hoàn như ngón tay út ngón tay trỏ như này này giờ lên đấy đến tầm như thế này này thì các bác phun đẹp như mơ thì quả nó sẽ nhích hơn có nghĩa là ví dụ năm nay quả của các bác được 7 phần thì sang năm nếu mà bác các bác năm nay mà ý là các năm ngoái mà to được 7 năm nay các bác phun mơ thì nó sẽ to lên được thêm khoảng tầm 2 đến 3 phần nữa. Nó là bụp vỏ, dày vỏ mà mơ phun đến tầm nào. Cứ tờ thời tiết gặp mát rồi có thể phun tận tháng 12 luôn. Đánh nhiều có thể là xanh quả chậm chín, chết mã thì cái này ấy. sau này em có sẽ có bài giải thích. Chứ còn ấy mã quả ấy, thực ra bây giờ các bác đi buôn nếu các bác đi mua Ngày trước các bác biết ý, thì bảo chết mã Còn nhiều bác bây giờ cứ thấy nó cứ Chưa chín bảo là xanh Nhưng thực tế ra là nhiều quả bị chết mã đấy Còn à, như mơ ấy, Thì như em trung bình em phun khoảng tầm 4 đến 5 lần Có nghĩa là duy trì cho hết tầm tháng 8 Muộn thì đánh đến tầm giữa tháng 9 đấy, Đánh nó bắt đầu quất bảo đốm đi thôi Là em không phun mơ nữa rồi Còn à, đây là Nô quất của em bác nào có nhu cầu cuối năm về mua quất thì có thể qua với em uống nước nói chung là kết luận lại hôm nay ấy, em chia sẻ là chăm sóc cây ấy. đối với các bác có nhà vườn ấy, thì rất là nhiều loại phân rồi còn các bác có một hai cây đến năm 10 cây có thể là mua những loại nbk rắc hoặc là pha ra nước khoảng tầm năm 10 viên thôi tưới nhẹ thôi khoảng tầm một tuần sau tưới một lần thì nó rất là an toàn tránh chết dễ còn như nhà vườn thì em giới thiệu các loại phân thuốc mà phun gần như là em phun chỉ có mấy loại thôi em không phun loại gì khác nữa còn nó phụ thuộc vào cách chăm sóc à, chăm uh, nâu thì cơ bản là nó sẽ kinh nghiệm là mỗi năm nó chạm mà vấp một chút các bác còn gì mà thắc mắc muốn hỏi thêm các bác cứ bình luận bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp vào zalo cho em các bác chuyển bình luận bên dưới thôi là xin số zalo hoặc em sẽ ghim số zalo của em trên đầu bình luận các bác sẽ nhắn tin cho em em sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp của các bác xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em